Houston, Trần Việt, xin kính chào quý vị khán giả Kênh TV. Hôm nay chúng tôi có dịp đến uh, phòng thuốc Dương Lai Cảnh ở uh, Houston uh, để tìm hiểu về ý, ý kiến của đồng hương tại Houston này uh, qua sự uh, um, ủng hộ cho ứng cử viên dân biểu của địa hạt 149 mà ông uh, Đông Y Sĩ Nhất Nguyên là một người ủng hộ cho uh, bà uh, Lily Trương. À, để tìm hiểu tại lý do gì mà ông ta phải à, ủng hộ cho bà Lily Trương ra tranh chức à, à, kỳ bầu cử này về à, à, dân biểu của địa hạt 149 Houston. À, xin chào ông, trước tiên à, xin ông gửi lời đến khán giả Keona TV và khán giả của Houston nói riêng à, là động cơ nào mà ông lại ủng hộ cho bà Lily Chươn? À, bà Lily Trương có sáng giá hay không và có thể là à, tranh à, với cái chiếc ghế của ông Cụ dân biểu hiện bây giờ thưa Hilbert Võ thưa ông ạ. À. à kính thưa quý khán giả của Đài Việt Carolina TV và đặc biệt kính thưa quý đồng hương ở Houston mà đặc biệt hơn nữa là quý vị ở khu vực 149. Tôi đồng ý sĩ Nhất Nguyên là một người tuyệt đối ủng hộ Đảng Cộng hòa và tôi có nhiều cái hoạt động rất là mạnh mẽ trong thời gian gần đây để ủng hộ tổng thống Donald Trump và tất cả những ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Thì à, riêng về chị Lily Ly Trương thì không những chị là chị là một người trong Đảng Cộng hòa à, mà tôi ủng hộ nhưng mà ngoài ra tôi cũng phải tìm hiểu về con người của chị. Thì à, cái thứ nhất, điều điều tiên quyết đầu tiên là chị là người của Đảng Cộng hòa và cái điều thứ nhì nữa là chị đã hoạt động trong ngành giáo dục bao lâu nay chị có nhiều cái hoạt động thiết thực đóng góp cho cái sự à, 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 nền giáo dục của cái khu ấy ISD mà đặc biệt là khu Bella là người Việt Nam chúng ta ở đông. Và Thưa quý đồng hương, cái vấn đề thứ hai nữa thì ông phe phía bên dân chủ thì một vị dân biểu cũng là người gốc Việt nhưng mà ông đã ở 8 nhiệm kỳ rồi và thật sự những cái việc ông làm không có cụ thể gì cho người dân chỉ có những cái vấn đề giống như là trong khu đất của ông có một khu tượng đài Việt Mỹ và đó là sự đóng góp của người dân cái thứ nhì nữa là ông đưa ra một cái nghị quyết cờ vàng mà không có giá trị gì về mặt pháp lý hiện giờ À, như cái trường Long Star College hiện giờ hai địa điểm nó đều treo cờ cộng sản mà không có ai có thể làm gì được và cái vấn đề mỗi năm thì ông đưa ra những cái vấn đề diễn hành và nó toàn bộ mà cái điều quan trọng tôi thấy được là à, cái khu tượng tượng đài ở Austin đã bị lấy đi cái hình ảnh người lính Việt Nam cộng hòa trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc, cuộc chiến rất là Uh, trong nằm trong lịch sử của Hoa Kỳ nhưng mà hình tượng người lính cộng hòa bị bỏ ra trong khi ông nằm dân biểu ở Austin trong 8 nhiệm kỳ là 16 năm ông không giữ được hình tượng người lính Việt Nam Cộng Hòa còn đối với chị Lily Trương thì chị chưa phải là một người dân biểu nhưng mà chị là một ủy viên giáo dục ở đây chị đóng góp rất nhiều trong giáo dục và trong cái công cuộc đấu tranh cho Việt Nam quê hương hay là trong những cái sinh hoạt cộng đồng chị đóng góp rất là tích cực thì từ những việc nhỏ đó thì tôi tin tưởng rằng với những cái đường lối sáng suốt và những cái điều tâm tình của chị đối với tôi thì tôi nghĩ rằng nếu chị đắc cử dân biểu thì chị có nhiều cơ hội và điều kiện hơn để làm những cái thực hiện những cái hồi bão của chị mà chị đã 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 ấp ủ bao lâu nay trong cái uh, tinh thần của chị. Đó là lý do tôi ủng hộ chị Lily Trường. À, à, trước khi à, à, tranh cử à, bầu cử sắp đưa đến thì à, à, chưa biết rằng là bà bà Lily Trường sẽ thắng cử hay không. Thì anh có à, là một người dân của thành phố Houston nói riêng thì à, anh có dạy cái message gì đến uh, dân biểu uh, ứng cử viên dân biểu trương hay không uh, cho những uh, phục vụ cho đồng hương sau này tốt hơn là uh, cụ um, dân biểu tại nơi đây thưa anh thì thưa quý vị cái việc gì ngày mai chúng ta chưa biết được nhưng mà trước hết tôi khẳng thiết kêu gọi quý đồng hương đặc biệt là đồng hương ở trong khu vực 149 nếu có điều kiện hãy bầu cho một ứng cử viên Đảng Cộng hòa đó là điều tiên quyết mà tôi đã ủng hộ bao lâu nay cùng với tổng thống Donald Trump và tất cả những cái ghế thượng nghị thượng hạ viện liên bang tiểu bang và thậm chí những cái ghế dân biểu hay những cái ghế ở những cái khu vực địa phương nữa để cho cái với bởi vì trước đây thì thưa quý đồng hương chúng ta có thể là phân chia ra những cái vị trí cho dân chủ cộng hòa để cho cái đất nước này nó bình ổn hơn nhưng mà đặc biệt trong thời gian gần đây với cái phong trào Black Lives Matter và những cái hành động quấy phá, đốt phá, cướp bóc và lợi dụng và đặc biệt là cái cái phong trào Antifa và những cái chương trình đó À, chúng ta mới thấy rõ cái bộ mặt của phía đứng phía sau đó như quý vị thấy như antifa là nó lấy hình ảnh búa liềm là một cái à, nền tảng của cái, à, cái 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 tổ chức của họ và trong những người ứng cử viên của đảng dân chủ họ đưa ra cái chủ nghĩa xã hội socialism là nó tiến tới cái chủ nghĩa cộng sản và chúng ta là người tị nạn cộng sản chúng ta không thể nào chấp nhận được những cái đường lối của đảng dân chủ trong thời điểm hiện tại chúng tôi không dám nói những thời điểm trước đây hoặc sau này nếu đảng dân chủ có thể thay đổi được đường lối chúng tôi có thể ủng hộ đó là một vấn đề khác trong thời gian này cái vấn đề thứ hai nữa là à, trong cái cuộc sống khi mà mình là một người dân biểu thì cho dù chúng ta chúng tôi không phải là những nhà chính trị gia chuyên nghiệp nhưng mà khi anh đã là dân biểu thì anh cùng với quốc hội anh làm những cái việc có lợi cho tiểu bang nhưng mà anh cũng phải có quan tâm đến đời sống của người dân và thực chất trong suốt thời gian 16 năm vừa qua tôi chưa thấy ông Huy Bạch Võ có những cái hành động gì cụ thể thiết thực để giúp đỡ người đồng hương của chúng ta ở đây à, đặc biệt như quý vị biết à, cách đây 5-6 năm có trường hợp nhà của chị Cao Phi Yến treo lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và bị cái khu à, khu nhà ở đó cấm cản rất là nhiều và chị kêu cứu khắp nơi ngay cả ông dân biểu hay là cộng đồng thời đó cũng không ai giúp được chị nhưng mà trong một nhóm người nhỏ bình thường thì lại giúp được chị đó chúng ta thấy còn hiện tại bây giờ như quý vị biết tất cả nhiều cái xáo trộn trong cộng đồng xảy ra nhưng mà những người có um, vị trí trong xã hội họ không giúp được hết mà những người dân tự động họ giúp với nhau thì chính chị Lily Ly Trương cũng đã âm thầm giúp những cái vấn đề đó cho mọi người cùng với chúng tôi thì tôi thấy điều đó tôi ủng hộ cho chị. Ngoài sự ủng hộ cho uh, bà Lily Ly Trương đã ứng cử uh, dân biểu tại địa hạt 149 và đồng thời uh, chúng tôi cũng nhận được thấy rằng là uh, rút việc USA của ông vừa mới thành lập và cũng có những à, hôm nay là ngày mai là lần thứ ba à, nhóm của ông tổ chức à, Trump rally à, xin ông cho biết là lý do và mục đích gì mà ông phải tổ chức à, bất vụ lợi như vậy để mà ủng hộ một tổng thống Trump thì ông muốn yêu cầu gì đến là tổng thống Trump thưa ông à, thưa quý đồng hương hôm nay đặc biệt là tôi ít khi còn khăn lắm nhưng mà đặc biệt là tôi mặc cái áo là vote for Trump và quần một cái khăn bên phải là lá cờ Hoa Kỳ và bên trái là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng tôi trước thấy chúng tôi có một lời nhắn nhủ chúng ta không bao giờ quen được cái căn cước tị nạn của chúng ta là một người Mỹ và gốc Việt và cái đó là cái điều tiên quyết đầu tiên để tôi ủng hộ tổng thống donald trump là đang đối đầu rất mạnh với trung cộng và đối đầu rất mạnh với trung cộng là một nước đàn anh trong cái khối chủ nghĩa cộng sản và nếu khối chủ nghĩa cộng sản ông tuyên chiến không chỉ với trung cộng và ông cũng có nhắc tới venezuela nhắc tới cuba và bác hàng quý vị thấy đó những cái chính sách ông đưa ra ngay cả bây giờ bác hàng quý vị thấy à, cho dù ông nói lời nói ông như thế nào không cần biết mà quý vị thấy trong thời gian gần đây bác hàng gần như là bị khóa khóa miệng rồi cái đó là cái vấn đề thứ nhất cái vấn đề thứ hai nữa là những cái vấn đề trong đảng cộng hòa thì à, là họ đi đúng với cái chủ trương với cái tinh thần của chúng tôi thành ra nhưng rồi quay lại vấn đề tại sao tôi ủng hộ thì cũng xin nói rõ với quý đồng hương là trong thời gian vừa qua thì là bản thân chúng tôi thì có hai cái tổ chức mà chúng tôi tham gia đó là cái thứ nhất là tổ chức Việt USD for Trump. Thì chúng tôi cũng xin nói rõ là Việt USD for Trump đang có phân phối áo mũ nón trong chợ Hồng Kông trong thời gian gần đây để tổ chức một cái buổi ra lì vào ngày 3 tháng 10 sắp tới tại khu khuôn viên Hồng Kông. Cái đó là một tổ chức nó tương đối lớn hơn. À, và có những cái máy bay bay trên bầu trời và có cảnh sát dẫn đường đó là một tổ chức là tiền thân chúng tôi tham gia nhưng mà cùng với cái khí thế phong trào ủng hộ tổng thống donald trump đang nổi lên khắp nơi từ nam chí bắc từ đông sang tây từ trên không cho tới dưới biển thì tôi thấy cái à, tôi nảy ra một cái ý định là chúng ta cần có một cái rally mỗi chủ nhật hàng tuần thì à, Mỗi tổ chức nó có một cái chỉ tiêu thì cái tổ chức Việt D Forum họ chỉ lo tập trung vô cái vấn đề là ngày 3 tháng 10 là cái quan trọng nhất và cái tiêu chí của Việt D Forum nó cũng rất là tốt là giúp cho đồng hương vấn đề bầu cử à, rải người trong các cái thùng phiếu để à, hỗ trợ quý đồng hương và vận động đồng hương cũng giống như giúp cho chống sự gian lận trong thùng phiếu và đưa thuê xe để đưa đón đồng hương đi bầu thì những cái vấn đề đó nó thiết thực còn đối với một cái nhóm Việt thế sát for Trump để tổ chức rally hàng tuần ở thành phố Houston này mỗi sáng chủ nhật vào lúc 10 giờ bắt ở trong khu cao Plaza là khu shopping mà nhà thuốc của chúng tôi đang thuê mướn ở đây thì tôi thấy cái vấn đề này nó đẩy lên cái tinh thần của người dân ở Houston và đưa cái hình ảnh của người Mỹ gốc Việt chúng ta ủng hộ tổng thống Donald Trump có một lời nhắn nhủ với những người những sát dân khác đó là chúng tôi là những người việt tị nạn cộng sản trên tất cả các cái xe đi ra lì của chúng tôi đều có treo hầu hết là có treo cờ việt nam cộng hòa và cái đó là một giấy lên cái tinh thần mạnh mẽ cùng với khắp nơi để ủng hộ cho tổng thống donald trump đắc cử lần này để ông thực hiện cái hồi bảo và đập tan cái chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới và trong đó thì dĩ nhiên là cái đất nước việt nam quê hương quê mẹ của chúng ta cũng có được sớm mong được có được cái tự do dân chủ hơn cảm ơn ông đã chia sẻ information cho khán giả Keanu TV nói chung và cái cộng đồng người diện quốc gia tại Houston nói riêng. À, xin chúc uh, hội của ông uh, được thành công mỹ mãn và trước là chia tay xin ông gửi lời đến uh, khán giả của Keanu TV nói chung và Houston nói riêng thưa. Ông. À, kính thưa quý đồng hương ở khắp nơi trên toàn nước Mỹ nếu chúng ta là người yêu mến đảng cộng hòa và yêu mến tổng thống donald trump thì chúng tôi kính mong quý vị à, có thể một người chúng ta làm không được mà chúng ta có thể chỉ còn ba người chúng tôi trong nhóm chúng tôi ban đầu chỉ có ba người thôi chúng tôi có thể keo lên cái tinh thần chúng ta phải là người đi tiên phong thì đồng hương sẽ ủng hộ thì nếu khắp nơi chỉ cần rủ được ba người thì có thể thành lập được một tổ chức và có thể là À, bây giờ thời buổi bây giờ những cái đài truyền hình như anh Việt à, cũng rất là tốt hay là ở Houston thì rất tốt mà cái mạng Facebook mạng xã hội nó cũng rất là mạnh do đó quý vị có thể kêu gọi trên Facebook 10 người chúng ta có thể cắm cờ trên xe và chúng ta chạy một vòng trong vòng nửa tiếng đồng hồ chúng ta đi về thì ngày mai chúng ta có thể có được hai chục người và chạy được một tiếng đồng hồ và ngày mốt chúng ta có thể bốn chục người tuần sau chúng ta có thể bốn chục người và chạy được một tiếng rưỡi đồng hồ hôm nay chúng ta đi đoạn đường này ngày mai chúng ta đi đoạn đường khác à, hôm nay Chúng ta một người chúng ta đi ra chúng ta có thể sợ những bất trắc xảy ra mà chúng ta đi 10 người Thì khi chúng ta mạnh lên thì đối phương sẽ yếu xuống Chúng ta hãy làm và không bao giờ sợ hãi Làm thì đừng sợ Chúng ta hãy tiến bước về phía trước là con người chính nghĩa Không không nên đánh tan sự sợ hãi để, sợ hãi để chiến thắng những cái xấu xa Những cái ác độc, những cái tội ác Và đưa đất nước Hoa Kỳ tiến lên vững mạnh Xin cảm, ơn. cảm ơn ông Dạ Trần Việt tường trình từ Houston